Đó, chùa Bánh Xèo hay còn gọi là Thiền viện Đông Lai đó. Đó, xa xa cả nhà thấy ngọn núi đó đó. Ở đây bà con gọi là núi Cậu nha, ở bên núi Cầu Hữu Nghị đó đó. Trước kia sau cái tòa nhà cao cao đó đó là sẽ có một cái siêu thị miễn thuế. Nhưng mà nó đã dừng hoạt động lâu lắm rồi mọi người. Ở đây hầu như nhà nào cũng có dân võng ngủ hết trơn nè. Chưa là người cái võng gì đó. Đầu tiên là mình sẽ đi qua một cái ngôi chùa nổi tiếng ở đây, đó là chùa Ninh Non. Là trước đây á là bà con ở đâu ở đây đều thích mua vải á mọi người. Hôm nay thì mình thấy cái cổng vào chùa Rô có xây một cái tháp mới màu xanh vàng rất là đẹp luôn nè. Rất là rẻ luôn ở đây nè. Và đặc biệt là xà bông, dầu gội đầu, giày dép này kia đó. Thường là nơi đây là hàng Thái rất là nhiều. Phía sân trong đó đó, chỗ vách tường đó, đó ngăn đó là chỗ trong đó là đua bò là tổ chức ở trong đó. Nhưng mà quán nè, khá là nổi tiếng. Bán đặc sản là lẩu kiến vàng, bò xào kiến vàng, gà đốt, rồi bò leo núi. Chỗ này cả nhà có du lịch về đây thì chúng ta có thể ghé dùng thử nha. Có cái ngã ba nè, đường cũng dễ chạy nha. Đó, cả nhà có thể đi đường này là đi thẳng hoài nha. Đến cuối đường tầm khoảng 4 km thì chúng ta sẽ bắt gặp được cái cổng đình Thới Sơn nha cả nhà. Ở đây thì toàn bộ là bà con Khmer không nha mọi người. Quá không có thấy người Việt ở đây. Nhà đi di chuyển từ Nhà Bàn vào tới Tịnh Biên thì sẽ qua hai cái cua nổi tiếng, đó là cua 13 và cua 15. Và tại cua 15 này thì có cái ngã ba, chúng ta sẽ đi vào chùa Lầu, chùa Kim Tiên, chùa Thành Xuân. Mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong cái video mới của khóa ngày hôm nay nha. Hiện tại giờ này là tầm khoảng 13 giờ. Hôm nay thì tiện quá có chuyến hành trình về vùng bể núi An Giang. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến tất cả mọi người một vài cái con đường tắt cũng như là những địa điểm du lịch khá là thú vị ở vùng bể núi An Giang này, để khi mà cô chú anh chị và các bạn ở xa chúng ta có du lịch về An Giang thì có thể tham khảo video của Thiện Hóa nha. Hiện tại thì Hóa đang có mặt ngay đây là thuộc địa phận của xã Văn Giáo cả nhà. Cái hướng này chúng ta nhìn về thị trấn Nhà Bàn, thị xã Tịnh Biên. Đó, và chúng ta đi về Châu Đốc thì tầm khoảng 16 đến 17 km ha. Thì dọc theo cái tuyến quốc lộ 91 này á, chúng ta sẽ đi thẳng về huyện Tri Tôn. Thì ngay chỗ này đi vào huyện Tri Tôn thì chưa đầy 20 km là chúng ta sẽ tới. Và chúng ta sẽ đi qua khu du lịch núi Cấm. Thì từ đây vào đó thì tầm khoảng chưa đầy 8 km nha cả nhà. Thì trên cái tuyến đường này thì chúng ta sẽ có những cái con đường tắt qua cái phía bên thị xã Tịnh Biên. Mình muốn chia sẻ để cô chú anh chị và các bạn khỏi cần di chuyển ngược lại Nhà Bàn, mà chúng ta có thể đi tắt ngang luôn. Và đặc biệt thì từ Nhà Bàn chúng ta đi vào tới đây nè là ngay cái chỗ cái khu vực này. Ở bên này thì có cái quán cơm cô Bảy Lắm nè, rồi cơ sở đường Thốt Nốt, Hương Giang rồi nè. Đó, và bên này thì có cà phê Dẫm, wifi Thúy Nga. Thì ngay chỗ này có một cái con đường. Đường này thì có thấy là xe tải, xe 7 chỗ này kia đều chạy được hết nha mọi người. Từ đây chúng ta sẽ chạy qua khu vực trung tâm của thị xã Tịnh Biên luôn, lên chợ Tịnh Biên và lên cửa khẩu luôn nha mọi người. Đó, và trên cái tuyến đường này á thì chúng ta có một cái con đường cũng khá là tuyệt vời, chúng ta đi về bể núi được. Thì Thiện Quá chạy tới đâu thì Thiện Quá sẽ ghi hình tới đó và chia sẻ để cô chú anh chị và các bạn mình nắm nha. Từ ở ngoài Châu Đốc chúng ta khi mà di chuyển vào tới thị trấn Nhà Bàn á, thì chúng ta sẽ có hai hướng. Một hướng bên tay phải là chúng ta về thị xã Tịnh Biên luôn, và một hướng bên tay trái là chúng ta đi về huyện Tri Tôn. Và mình đang ở cái hướng tay trái nè, về hướng Tri Tôn đó. Thì từ ở đây ra tới Nhà Bàn thì tầm trên dưới là 3 km. Thì chúng ta sẽ bắt gặp một cái ngã rẽ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi tắt qua cái ngã rẽ này là chúng ta sẽ tới được chùa Bánh Xèo này kia luôn đó, và núi Cậu luôn ha. Bây giờ thì mời mọi người cùng hành trình với Quá nha. Đó, cả nhà nhớ cái chỗ này nha. Đó, chỗ này thì có một cái bến xe. Đó, bến xe này là ta đi Sài Gòn luôn đó mọi người. Ơi cả nhà nhớ ngay chỗ đó, cái đầu chúng ta sẽ tắt ngang. Thì cái đoạn đường tắt ngang này thì hơn 3 km nha cả nhà. Chạy thẳng hoài chúng ta tới chợ Tịnh Biên, rồi đi lên cửa khẩu. Rất là ok luôn. Đường thì rất là lớn. dọc bên hai bên đường thì có rất là nhiều cây thốt nốt. Hầu hết người dân mà sống dọc theo cái tuyến đường này nè, và đặc biệt là toàn cái xã Văn Giáo luôn, thì bà con Khmer ở rất là đông nha cả nhà. Chỗ này bà con làm lúa nè, và lúa này thì chuẩn bị thu hoạch rồi. Thấy vàng không cháy me hết rồi mọi người. Khu vực này đất cao cho nên là nước không có ngập lên tới đây đâu. Bình thường thì khi mà có những cái trận mưa lớn á, thì nước từ trên núi này kia đổ về dọc theo cái con rạch ngay chỗ này nè, chảy cũng khá là mạnh luôn. Và một chút xíu nữa chúng ta sẽ đến một cái ngã ba, chúng ta sẽ đi tắt vào xã An Cư và đi thẳng vào khu vực sau lưng của ông Phật Di Lạc luôn á cả nhà, là đi thẳng vào núi Cấm luôn nha. Nói chung là ở đây là có khá là nhiều đường, và đặc biệt trên cái tuyến đường này á thì cả nhà sẽ bắt gặp rất là nhiều ngôi chùa Khmer cực kỳ là đẹp luôn cả nhà. Và nổi bật nhất á là chùa Rô, rồi chùa Ninh Non, là một trong những ngôi chùa mà có cái lễ hội đua bò cực kỳ nổi tiếng là chùa Rô đó mọi người. Đoạn đường này thì nhà cửa cũng ít, chủ yếu bà con Khmer người ta sống theo từng khu, có những khu là mười mấy hay chục hộ vậy đó liên tục, và có những khoảng trống rất là xa, cũng không có cái nhà nào hết đó mọi người. Đường này thì mình ở chỗ lạ lại, thì đi ban ngày thì ok, ban đêm thì nó cũng hơi vắng nha mọi người. Tuy nhiên thì mình thấy bà con ở đây người ta sống quen à, tới lui cũng bình thường thôi. Và đầu tiên là mình sẽ đi qua một cái ngôi chùa nổi tiếng ở đây, đó là chùa Ninh Non, có ngọn núi Ninh Non đó. Đầu tiên là chùa đó. Đó, và kế bên chùa Ninh Non thì có một cái công ty này, người ta sản xuất nước bình đó mọi người, đó, nước uống đóng bình đó, với nước suối chai rồi đó. Hai bên thì bà con người ta trồng khoai mì rất là nhiều, tại vì cái chỗ này là đất cát, thích hợp với cây khoai mì ha. Đây là những cái vũng nước mà ở trên cao chảy xuống nè, khu vực núi rồi này kia đó. Và xen kẽ đó thì có một vài cái vườn xoài. Đường này mà khi chúng ta chạy buổi chiều hoặc sáng sớm nó đẹp lắm, cái kiểu giống như là chúng ta chạy lên núi rồi xuống núi vậy đó, đó. Đó, và ngay đây là chúng ta có một cái ngã rẽ nè, ngay chỗ ấp Văn Hóa Vĩnh Thượng nè mọi người, là có ngã rẽ này chúng ta về núi Cấm này kia luôn ha. Và đặc biệt là đi vào cái khu vực mà cái đường ngập nước mà trước rồi Quá có chia sẻ vài cái video đó. Ở đây thì toàn bộ là bà con Khmer không nha mọi người, Quá không có thấy người Việt ở đây. Đường này thì cũng có xe ben, xe tải rồi chạy nhiều lắm. Đây thì bà con ta nuôi bò nè. Hầu như là nguyên khúc đường này là bà con Khmer ở không à. Đó. Đây là trường tiểu học An Cư. Cái ngọn núi trước mặt cô chú anh chị và các bạn đó là Cái phần cuối cùng của Ngũ Hồ Sơn là núi dài 5 giếng đó cả nhà. Bây giờ trước mình có chia sẻ cho cả nhà đó, là nó kéo dài từ ngoài thị trấn Nhà Bàn á, dài vô tới đây luôn á. Ngọn núi này rất là lớn luôn đó. Và trước mặt mọi người có một cái ngôi chùa. Đây là một trong những cái nơi mà giống như sản sinh ra cái lễ hội đua bò bảy núi gì đó, là chùa Rô đó mọi người. Ở khu vực này á, là khu vực sân đua bò và cấy mạ. Phía sân trong đó đó, chỗ vách tường đó, đó ngăn đó là chỗ trong đó là đua bò là tổ chức ở trong đó nha mọi người. Còn ở ngoài này bà con người ta trồng lúa nè, là thường hay tổ chức cái lễ cấy mạ ha. Sáng đua bò, chiều thì cấy mạ của bà con đồng bào Khmer ở đây. Và bà con người ta cũng có bán tạp hóa rồi nhóc hết trơn đó. Đây là những ngôi nhà của bà con Khmer ở tại khu vực chùa Rô. Hôm nay thì mình thấy cái cổng vào chùa Rô có xây một cái tháp mới màu xanh vàng rất là đẹp luôn nè. Ngôi chùa này rất là cổ. Cả nhà mà có dịp về với núi An Giang thì chúng ta có thể vào tham quan nha. Ở bên trong nó còn nhiều điều thú vị lắm. Và chạy vào đây thì chúng ta vào tới khu chánh điện cũng như là đua bò ở trong đó, đó. Sân đua bò ha. Giờ thì Quá sẽ tiếp tục di chuyển. Giờ này thì trưa, bà con người ta ăn cơm xong người ta ngủ trưa đó, nằm võng. Toàn bộ là bà con Khmer không. Đây là những em bé Khmer, là người dân Khmer luôn. Ở đây hầu như nhà nào cũng có dân võng ngủ hết trơn nè. Chưa là người cái võng vậy đó. Đường này trước kia nó còn nhỏ, chưa có làm lại thì xe cộ lưu thông ít lắm. Tuy nhiên bây giờ thì làm rất là rộng rãi, bà con có thể lưu thông qua lại chỗ Tịnh Biên với trung tâm xã Văn Giáo và đi về Tri Tôn này kia, nó rất là tiện luôn. Chúng ta khỏi cần chạy ra ngoài Nhà Bàn, phải vòng vô là tốn đâu cũng khoảng 7-8 km đó mà mọi người. Đó. Và đây là cái núi Ngũ Hồ Sơn đó. Ở đây là mình đang chạy là cái chót núi cuối cùng ha. Núi dài 5 giếng nó kéo dài tới đây luôn đó cả nhà. Và ngay chỗ này nè, thì bên tay phải của Thiện Hóa một chút xíu là sẽ có cái con đường. Chúng ta chạy thẳng tới cuối đường là nó sẽ dẫn vào Đình Thới Sơn luôn ha. Ở đây là rất là tiện. Nếu mà cả nhà du lịch về đây mà chúng ta biết, chúng ta di chuyển rất là dễ. Đây, ngay đây là chúng ta sẽ có cái ngã ba nè. Đường cũng dễ chạy nha. Đó, cả nhà có thể đi đường này là đi thẳng hoài nha. Đến cuối đường tầm khoảng 4 km thì chúng ta sẽ bắt gặp được cái cổng Đình Thới Sơn nha cả nhà. Bà con trồng khoai mì rất là nhiều luôn. Nó thì khi mà gần tới chỗ khu vực giao với cái quốc lộ 91 ngay thị xã Tịnh Biên á, thì cả nhà sẽ bắt gặp được một vài cái quán bán đặc sản ở khu vực này ha. Mình có du lịch về đây á, cần ăn uống gì thì chúng ta có thể ghé. Ở đây có tới 2 quán ngay chỗ này. Còn nếu mà cả nhà quẹo phải á, thì chúng ta sẽ bắt gặp thêm một cái quán nữa khá là nổi tiếng. Đó là quán Vườn Ổi Bảy Thìn ở trong đó đó. Chuyên về cái món cháo gà là nổi tiếng ở đây lắm, quẹo đó tầm khoảng 100 m tới rồi mọi người. Đó, còn mình chạy thẳng đường này thì chúng ta sẽ đi ra chùa Bánh Xèo, một trong những ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng. Vào những cái thời điểm mà lễ đồ này kia đó thì ở cái chùa này á, là đổ một ngày là mấy chục ngàn cái bánh xèo để đãi bà con, hoàn toàn miễn phí đó cả nhà. Xa xa cả nhà thấy ngọn núi đó đó, ở đây bà con gọi là núi Cậu nha. Đó, núi Cậu này là thuộc thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đường khá là rộng rãi, chạy cũng thoải mái mọi người. Nãy giờ thì ở nhà cũng thấy rồi đó, lưu lượng xe cũng khá là nhiều. Mấy cái đoạn này là do mấy ngày nay trời mưa nè, nước từ trên núi chảy xuống. Đó, tại vì ở đây là bên cái khu vực vách núi đó, nó chảy xuống. Tới khu vực này thì bà con trồng xoài rất là nhiều nha. Ồ, ở đây mình thấy giống như là đường mới vừa được làm lại hay sao á. Cái khúc này mới cáo luôn, quá im. Mới làm lại được con khúc này là mọi người chán nhựa. Chứ đường nãy giờ mình chạy là đổ bê tông không à. Chỗ này chán nhựa. Qua thêm hai cái cua nữa là chúng ta tới đường lớn này. Đây. Cái khúc này là lúc trước đường cũng nhỏ, nhưng mà giờ làm lại đường khá là ngon luôn. Đó. Tuyệt vời. Đây. Mấy cua này là tới đường lớn. Đó, chúng ta đã tới được đường lớn rồi đó. Cái đường này là từ ngoài Châu Đốc chúng ta chạy thẳng vào luôn thị xã Tịnh Biên, là tới Nhà Bàn chúng ta quẹo phải đó mọi người. Và cả nhà chạy lại đây nè, quá sẽ chạy lại luôn cho cả nhà xem. Tầm khoảng hơn 100 m chúng ta sẽ tới được một trong những ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Tịnh Biên này, đó là chùa Bánh Xèo. Hầu hết là bà con mà du lịch về An Giang, đặc biệt là thị xã Tịnh Biên này thì ai cũng muốn ghé một lần hết á. Trước là tham quan cúng kiến xong rồi bà con sẽ vào thưởng thức bánh xèo miễn phí ha. Và chỗ chùa Bánh Xèo này thì cũng có cái đường bộ, chúng ta đi bộ lên núi Cậu, tham quan núi Cậu luôn nha mọi người. Đó, đây là chùa Bánh Xèo. Đó. Hôm nay mình lại thì khách khá là vắng. Đó. Chùa Bánh Xèo hay còn gọi là Thiền viện Đông Lai đó. Đó, khi mình đến đây nè thì cả nhà sẽ đi là đây chút xíu là có cái đường này, chúng ta đi bộ lên là chùa Bánh Xèo. Đó, còn đi thẳng đường này chúng ta ra ngay thị trấn Nhà Bàn thì tầm khoảng 4 km. Đó, và đây là cái ngã ba hồi nãy chúng ta vừa quẹo ra đó. Thì nếu cả nhà quẹo trái nè là đi theo quá nè, chúng ta sẽ lên cửa khẩu Tịnh Biên, tầm khoảng 2 km nha cả nhà. Ngay đây là có khúc cua cũng khá là gắt và tên là cua 15. Khi mà cả nhà đi di chuyển từ Nhà Bàn vào tới Tịnh Biên thì sẽ qua hai cái cua nổi tiếng, đó là cua 13 và cua 15. Và tại cua 15 này thì có cái ngã ba, chúng ta sẽ đi vào chùa Lầu, chùa Kim Tiên, chùa Thành Xuân ha, ngay chỗ cái đường Phú Hữu nè. Giờ thì chúng ta tiếp tục di chuyển lên cái khu vực chợ Tịnh Biên, cửa khẩu Tịnh Biên nha. Ngay chỗ này thì có một cái ngôi chùa của bà con Khmer rất là lớn luôn, nhìn cái hàng rào thôi thấy chón rồi, quá trời lực lượng. Trước mặt mọi người là chúng ta sẽ bắt gặp một cái ngã ba nha, một hướng chạy thẳng là chúng ta sẽ vào khu vực trung tâm chợ Tịnh Biên và một hướng thì chúng ta lên cửa khẩu. Và ở đây có một cái quán khá là nổi tiếng, bán đặc sản là lẩu kiến vàng, bò xào kiến vàng, gà đốt và bò leo núi. chỗ này là rất là đặc biệt, những cái món được chế biến từ con kiến vàng đó mọi người. Cả nhà có du lịch về đây thì chúng ta có thể ghé dùng thử nha. Đó, ở đây là cái bảng chỉ dẫn nè. Giờ quá sẽ chạy thẳng lại cái khu vực chợ Tịnh Biên nha. Nơi đây là lúc trước quy hoạch làm cái khu công nghiệp Xuân Tô á cả nhà. Hội chợ này kia là hay về đây tổ chức ngay đây nè. Ở đây là chúng ta chạy thẳng là theo tới chợ Tịnh Biên. Đó, và đến cuối đường là chúng ta sẽ giao nhau với đường tỉnh lộ 955A, là cái đường dọc theo kênh Vĩnh Tế mà Quá hay chia sẻ cho cả nhà đó, là nói từ thành phố Châu Đốc đến thành phố Hà Tiên, chiều dài là 90 km ha. Và ngay đây mình đang di chuyển là khu vực trung tâm chỗ xã Xuân Tô, thị xã Tịnh Biên ha. Giờ là lên phường Xuân Tô rồi. Chợ Tịnh Biên này thì rất là nổi tiếng, là trước đây á là bà con ở đâu là đây đều thích mua vải á mọi người. Mua vải rất là rẻ luôn ở đây nè, và đặc biệt là xà bông, dầu gội đầu, giày dép này kia đó, thường là nơi đây là hàng Thái rất là nhiều. Ngoài cái đó là trước đây á, còn bây giờ thì khá là ít nha mọi người. Bây giờ là mình đã tới được cái đường cuối cùng giao với tỉnh lộ 955A đó. Và ngay đó là cũng là ngay con kênh Vĩnh Tế luôn đó mọi người. Quẹo trái là cả nhà sẽ đi về Ba Chúc, Tri Tôn, và đặc biệt là cuối cùng là chúng ta đi Hà Tiên luôn đó. Và quẹo phải nè thì chúng ta sẽ đi lại cổng chính của một trong những ngôi chợ cực kỳ nổi tiếng, đó là chợ Tịnh Biên, chợ biên giới nha. Đó, đây là cổng chính nha mọi người. Đây là cổng chính của chợ Tịnh Biên. Đó, và chạy thẳng theo cái hướng này là chúng ta sẽ về thành phố Châu Đốc, tầm khoảng 22 km. Và ở khu vực đó là cây cầu Hữu Nghị ha. Qua cầu đó thì chúng ta đi lên cửa khẩu tầm khoảng chưa đầy 1 km đâu mọi người là sẽ tới. Còn đây là cái nơi mà vận chuyển lúa gạo là đông đúc bậc nhất ở miền Tây này luôn đó mọi người. Giống như là một cái thương cảng nhỏ vậy đó. Bà con mua bán trao đổi, Việt Nam mình cũng có và bà con bên Campuchia qua cũng có ha. Ở đây cũng có những cái nhánh sông nhỏ. Cái này thì có thể lên trên cam luôn, chúng ta qua những cái trạm cái cửa khẩu trên đó ha. Và ở bên cái cầu Hữu Nghị đó đó, trước kia sau cái tòa nhà cao cao đó đó là sẽ có một cái siêu thị miễn thuế, nhưng mà nó đã dừng hoạt động lâu lắm rồi mọi người. Bây giờ thì chỗ đó làm cái nơi trung chuyển, bà con tập kết xe cộ đồ đạc ở đó rất là nhiều ha. Trong cái video trước Quá có lên đó một lần ghi hình cho cả nhà rồi đó, cả nhà có thể xem lại nha. Bây giờ thì cái video chỉ đường tắt từ ở bên cái khu vực quốc lộ 91 qua từ cái hướng mà đi về Tri Tôn á, đi tắt qua bên thị xã Tịnh Biên. Thì Quá xin phép tạm dừng. Nếu cả nhà thấy video bổ ích thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký để ủng hộ Quá nha. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video kế tiếp sẽ rất là thú vị về vùng bảy núi An Giang. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe cũng như là xem hết cái video này nha.